Mỗi khi tháng 7 về, cả nước ta lại bồi hồi cảm xúc khi nghĩ về ngày thương binh liệt sĩ. Bằng tất cả tấm lòng tưởng nhớ và tri ân sâu sắc, toàn lực lượng công an thành phố Đà Nẵng cũng đã có nhiều hoạt động về nguồn, thăm hỏi, tặng quà cho các thương binh, gia đình liệt sĩ. Như người con trung kiên đã không tiếc tuổi xuân, hy sinh cho độc lập, tự do, vì an ninh tổ quốc. Vượt qua hơn 150 cây số, đoàn công tác của phòng công tác Đảng và công tác chính trị Công an thành phố Đà Nẵng đã về với thành cổ Quảng Trị, địa danh khốc liệt nhất trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Thành kính dâng lên những nén hương thơm, với lòng biết ơn sâu sắc, thế hệ trẻ Công an thành phố Đà Nẵng hôm nay cảm nhận được sâu sắc những mất mát, hy sinh của quân và dân Quảng Trị vì hai tiếng tổ quốc thiêng liêng trong niềm xúc động vô bờ bến. Qua cái hành trình về nguồn như thế này thì đã góp phần giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, hội viên và cũng là một cái dịp để cho đoàn viên, hội viên là có cơ hội được tìm hiểu thêm những cái lịch sử, những cái truyền thống vẻ vang và những cái sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ. Hành trình về nguồn cũng đã đưa cán bộ chiến sĩ đến thắp hương nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9, trải nghiệm thực tế tại địa đạo Vịnh Mốc và cảm nhận rõ nét khi dừng chân tại cột cờ giới tuyến đôi bờ Hiền Lương, nơi chứng kiến biết bao gian lao thử thách mà kiên cường của dân tộc Việt Nam trong khói bom lửa đạn, cũng như ngời sáng lên chủ nghĩa anh hùng cách mạng vì tình yêu quê hương đất nước. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, thông qua chuyến về nguồn lần này, Đảng ủy, lãnh đạo phòng công tác Đảng và công tác chính trị mong muốn cán bộ chiến sĩ hiểu hơn về giá trị của độc lập, tự do. Thông qua chuyến đi lần này cũng bồi đắp giáo dục lòng yêu nước, tinh thần vì nhân dân phục vụ, góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác đền ơn đáp nghĩa chăm sóc người có công cũng được công an thành phố đặc biệt quan tâm. Những ngày tháng 7 này, Công an thành phố đã tổ chức một đoàn y bác sĩ của bệnh xá Công an thành phố lên tận vùng núi xa xôi của xã Hòa Bắc để khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 100 gia đình chính sách, bà con già yếu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Sự ân cần chu đáo của cán bộ chiến sĩ Công an thành phố đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bà con nơi đây. Và nhân ngày chính sách hôm nay là cái đoàn của cục phòng hậu cần của công an về khám chữa bệnh cho người chính sách và nhân dân, chú thấy rất tuyệt vời. Bây giờ thí dụ như có cái điều kiện, có cái trường lúc nào phù hợp với tình hình lúc nào thì được sự quan tâm của cái lớp trẻ y bác sĩ của ngành công an hiện nay của thành phố Đà Nẵng thì về giúp cho người chính sách và nhân dân của xã Bắc còn nhiều cần thốc. Đất nước đã hòa bình, nhưng các thế lực thù địch, phản động và tội phạm vẫn nhăm nhe chia rẽ khối đại đoàn kết, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Toàn lực lượng công an thành phố hôm nay nguyện suốt đời học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đấu tranh đến cùng với các loại tội phạm, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của cha anh đi trước, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.